Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, nền kinh tế phát triển nhanh chóng khiến thu nhập của giới nhà giàu tại Ấn ngày càng tăng cao. Nhu cầu sở hữu những thứ xa xỉ từ ô tô hạng sang cho đến những căn nhà đắt tiền cũng không ngừng gia tăng. Để đáp ứng nguồn cung thị trường, các doanh nghiệp bất động sản tại đây liên tục triển khai xây dựng thêm nhiều các dự án lớn tại các thành phố trọng điểm như Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad. Mới đây, DFL Ltd, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Ấn Độ, đã thông báo bán hết tất cả các căn hộ hạng sang thuộc 7 tòa chung cư của dự án DLF Trivanasau, trải rộng trên diện tích 10 hectare tại Gurugram, gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Dự án này là một phần của khu đô thị DLF Rivana có tổng diện tích 47 hectare. Tuy nhiên, điều đáng nói là các căn hộ trong dự án này đều chưa được xây dựng. Tổng số tiền mà DLF thu về sau đợt bán này là 72 tỷ rúp, tương đương 865 triệu đô la Mỹ. Như vậy, trung bình mỗi căn có giá khoảng 777.000 đô la Mỹ. DLF Ltd cho biết 1.113 căn hộ này đã được bán hết chỉ trong vòng 3 ngày, trong đó 25% người mua không phải cư dân bản địa. Đặc biệt, các căn hộ xa xỉ đắt gấp nhiều lần như sở hữu 4 phòng ngủ hay các căn penthouse của 7 tòa tháp tại dự án DLF Trivanasau cũng đều nhanh chóng đã được bán hết. Do đó, cổ phiếu DLF bất ngờ tăng hơn gấp đôi trong năm qua, ghi nhận lên mức cao nhất kể từ năm 2008, vượt xa mức tăng 18% của chỉ số BSE Sensex tại Ấn Độ. Ông Gulam Zia, giám đốc điều hành cấp cao của công ty môi giới và tư vấn bất động sản Knight Frank tại Ấn Độ cho biết, sự bùng nổ của hàng xa xỉ sẽ còn kéo dài thêm vài năm nữa. Không chỉ tầng lớp thượng lưu của đất nước kim tự tháp mà cả tầng lớp trung lưu, thượng lưu cũng sẽ có xu hướng mua những dự án này. Sau khi mở bán, phía DLF đã cố gắng bán các căn hộ một cách nhanh chóng và không cho phép các nhà đầu tư mua xỉ. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký một căn với số tiền đặt cọc 60.000 đô la Mỹ. Được biết, vào năm ngoái, chỉ trong 3 ngày, công ty DLF cũng bán được hơn 1.100 căn hộ có trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Một nhà phát triển bất động sản lớn khác tại Ấn Độ là Godrej Properties Ltd cũng đã bán hết những căn nhà hạng sang, thu về hơn 500 triệu đô la Mỹ tại các dự án gần thủ đô và công bố kế hoạch tiếp tục phát triển thêm. Hiện nay, người mua có 2 tỷ đồng khó tìm được nhà mới, kể cả ở vùng ven, khi chung cư bình dân đã đắt hơn 5 đến 10 triệu đồng mỗi mét vuông so với 5 năm trước. Cụ thể ra sao, mời các bạn cùng theo dõi tiếp bản tin sau đây. Nhiều tháng qua, chị Vân An, 28 tuổi, quận Hà Đông, liên tục tìm kiếm thông tin các dự án căn hộ mở bán mới và hỏi môi giới tư vấn. Vợ chồng chị mới cưới được nửa năm, lần đầu mua nhà nên muốn tìm dự án mới, chấp nhận ở huyện vùng ven. Tuy nhiên, với tài chính khoảng 1,6 tỷ đồng, chị chưa tìm được căn hộ mới 2 phòng ngủ, giá dưới 2 tỷ đồng, dù vị trí xa trung tâm Hà Nội. Chị An ví dụ, một dự án căn hộ gồm 2 block cao tầng, 21 tầng mới ra mắt ở Vân Canh, huyện Hoài Đức. Giá căn diện tích nhỏ nhất 66m2, từ 2,8 tỷ đồng, hơn 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Thu nhập hiện nay của vợ chồng chị chưa thể đáp ứng khoản vay gần một nửa giá trị căn hộ. Trong khi đó, năm 2019, với 1,5 tỷ đồng, gia đình anh trai chị Vân An đã mua được một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án 3 tòa tháp cao 45 tầng, mặt đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Anh Thanh Tùng, 32 tuổi, huyện Thanh Trì, cũng gặp khó khi tìm mua căn hộ mới giá bình dân ở khu vực ven đô. Giữa năm nay, nghe tin một dự án căn hộ ở Tứ Hiệp ra mắt giỏ hàng cuối cùng, giá khoảng 25 đến 30 triệu đồng mỗi mét vuông. Anh nhanh chóng kết nối với môi giới để tìm mua căn hộ 2 phòng ngủ, rộng khoảng 80 mét vuông. Tuy nhiên, môi giới cho hay rổ hàng còn lại chỉ còn những căn 3 đến 4 phòng ngủ. Anh này tính nếu mua căn diện tích nhỏ nhất 127 mét vuông, anh cần ít nhất 1,5 tỷ đồng để nhận nhà, 60% còn lại vay ngân hàng. Dù đơn giá dưới 30 triệu đồng một mét vuông, giá trị cả căn không hề bình dân nếu có tài chính hơn 3 tỷ. Tôi đã lựa chọn ở khu vực gần trung tâm hơn, anh Tùng nói. Theo ghi nhận của VN Express, dự án căn hộ mới giá 2 tỷ đồng một căn dần vắng bóng ở khu vực vùng ven sau khi biến mất tại các quận trung tâm 3 năm qua. Khung giá của căn hộ bình dân thường từ 20 đến 25 triệu đồng mỗi mét vuông. Song, hiện nay một số khu vực xa trung tâm xuất hiện ngày càng nhiều các căn hộ giá trên dưới 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Ví dụ tại Long Biên, một dự án căn hộ gần trục đường Lý Sơn vừa được mở bán giá từ 37 triệu đồng mỗi mét vuông. Để sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ, người mua phải chi từ 3 tỷ đồng. Cách đó không xa, một tòa tháp mới trong tổ hợp căn hộ thuộc khu đô thị Sài Đồng cũng vừa được chào bán giá khoảng 50 triệu đồng một mét vuông, giá căn 2 phòng ngủ từ 3,3 tỷ đồng. Báo cáo mới đây của Surveys cho thấy,
tổng nguồn cung sơ cấp trên thị trường gần 20.000 căn hộ, nhưng căn hộ hạng B chiếm đến 92%, còn căn hộ hạng C chỉ chiếm khoảng 5%. Tỷ trọng căn hộ giá rẻ liên tục giảm mạnh nhiều năm qua, trong khi phân khúc này từng chiếm đến một nửa nguồn cung căn hộ vào năm 2015. Dữ liệu của Hội môi giới bất động sản Việt Nam trong quý 3 cũng chỉ ra căn hộ bình dân tiếp tục vắng bóng trên thị trường. Rổ hàng trong quý có 47% là căn hộ cao cấp, theo sau là căn hộ trung cấp với 39%, còn lại là căn hộ sang trọng và sản phẩm thấp tầng, đất nền. Trong khi tình hình lệch pha phân khúc ngày càng trầm trọng, giá căn hộ mở bán mới tại Hà Nội tiếp đà leo thang. Báo cáo mới công bố của CBRE cho thấy giá trung bình các căn hộ mở bán trong quý 3 tăng gần 7% theo quý và tăng 14% theo năm, đạt gần 51 triệu đồng một mét vuông. Hơn 90% nguồn cung mới thuộc về phân khúc cao cấp, nằm ở khu đô thị lớn Nam Từ Liêm và Gia Lâm. Một chuyên gia bất động sản nhìn nhận việc đi tìm căn hộ bình dân tại các thành phố lớn lúc này thực sự là bài toán khó, kể cả các huyện vùng ven, bởi nền giá chung cư bình dân ở Hà Nội đã lên mức 30 triệu đồng mỗi mét vuông, tại thành phố Hồ Chí Minh là 35 triệu đồng mỗi mét vuông. Bức tranh này trái ngược với năm 2018, thời điểm chung cư còn mặt bằng giá khá rẻ, nền giá dưới 25 triệu đồng mỗi mét vuông vẫn còn nhiều trên thị trường, trong khi những dự án cao cấp giá chỉ khoảng 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Với tài chính trên dưới 2 tỷ đồng, người mua vẫn có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ ở khu vực trung tâm như quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng hay Thanh Xuân. Tuy nhiên, với tổng vốn 2 tỷ đồng hiện nay, người mua rất khó tìm được căn hộ mới, bởi giá chung cư cả nước đang tăng trung bình 15% 2 năm qua, ông nói. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Nam, tổng giám đốc công ty cổ phần G-Home cho biết, tâm lý người mua đang dần thay đổi, chấp nhận giá căn hộ bình dân đã lên mức dưới 35 triệu đồng mỗi mét vuông, vơn 5 đến 10 triệu đồng mỗi mét vuông so với 5 năm trước. Đối với nhóm người mua nhà có tài chính trên dưới 2 tỷ đồng, nếu vẫn muốn mua căn hộ mới, ông Nam cho rằng có thể mua được loại căn studio từ 28 mét vuông tại các đô thị vùng ven. Tuy nhiên, lựa chọn này không phù hợp cho gia đình trẻ có con nhỏ. Do đó, ông Nam cho rằng người mua sẽ cần thêm thời gian để tích lũy đủ tài chính mua căn hộ phân khúc trung cấp hoặc chuyển hướng sang thị trường thứ cấp. Giá mở bán liên tục neo cao thời gian qua đã góp phần thúc đẩy thị trường mua đi bán lại tại những dự án đã xây dựng 5 đến 10 năm sôi động. Nếu người mua tìm hiểu và lựa chọn cẩn thận, vẫn có thể sở hữu không gian sống chất lượng lại phù hợp với năng lực tài chính, ông nói. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!